À, xe mới lấy ở hãng ra mà màu đen thì anh em muốn làm gì để nó chống xước mà vẫn là thẩm mỹ không anh? Đây, thì giải pháp cho anh em là dán PPF nhé. Đây, đấy, PPF thì khi mà các bác dán lên này, đấy, gần như là mình sẽ nó giữ nguyên được cái màu zin của xe nhá, nó không bị đổi màu sau thời gian sử dụng. Đấy, các bác mua một số cái dạng silicone về đây, lúc đầu nhìn nó bóng đẹp thôi nhưng mà dùng một thời gian lâu là nó sẽ mất, nó xỉn màu đi các bác. Đây, mình sẽ dán những cái điểm vị trí như màn hình. Đấy, để chống xước nhá. Đấy. Còn cái bậc ốp cửa này khi mà các bác bước xuống xe này hoặc lên xe thì nó hay quệt đây đúng không ạ? Đấy, xước thì các bác có thể dán những cái đề can chống xước như này. Đấy, màu đen cùng với màu của cái ốp cửa luôn. Đó, đây. Bên này cũng thế này. Đấy. Tại vì những cái vị trí này khi mà mình bước xuống xe này đó, thì cái đầu giày dép nó hay cọ vào đây đó, làm xước nhá. Đó, cách bảo vệ rất là hay. Đó, với xe mới mà có hỗ trợ Apple CarPlay rồi ấy, thì các bác có thể lắp một cái Android box. Đấy, lắp bộ Android box cắm cổng USB đây thôi. Đấy, và lên trên này thì sẽ có màn hình giải trí Android đầy đủ các bác nhá. Đó. Đấy, bác nào mà mua xe mới mà cần làm dịch vụ gì hay tới Akala các bác nhé.